Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì mới vào cái tựa game này á, thì mình claim cái vật phẩm của kỳ trước các bạn. Thì cái vật phẩm này á, là nó vừa mới kết thúc vào ngày hôm qua. Thì nếu mà bạn nào lọt vào top 10.000 người có brand cao nhất thì sẽ claim được nha các bạn. Thì tựa game này nó vừa mới update thêm một cái vật phẩm mới các bạn. Thì mình chưa rõ cái vật phẩm này nó ở vị trí nào. Thì khi mà mình nhìn á, thì mình cảm giác có thể là nó ở trên đầu các bạn. Thì cũng là nhiệm vụ như cũ thôi các bạn, vẫn là top 10.000 người chơi có brand cao nhất á, thì các bạn sẽ nhận được. Và cái này nó sẽ kết thúc vào ngày 20 các bạn. Nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 đấy, theo giờ EST, giờ khuya các bạn. Thì nó sẽ cộng thêm 12 tiếng vào ngày hôm sau, thì sẽ là trưa, 12 giờ trưa ngày 21 là nó sẽ kết thúc nha các bạn. Thì nếu mà bạn nào muốn lấy cái vật phẩm mới á, thì bây giờ các bạn vào các bạn chơi và cày để lên top 10.000 người chơi đi các bạn. Thì sau khi mà mình chơi một trận á, thì ra mình xem á, thì mình đạt top 164 các bạn. Mình đạt top 164 thì mình nghĩ 164 thì nó sẽ không tụt rồi các bạn. Tại vì 164 thì khá là nhiều luôn, 10.000 thì chắc cũng không tụt nổi các bạn. Nên là mình chỉ chơi một game thôi. Thì sau khi mà nó update á, thì các bạn sẽ nhận được vật phẩm nha. Có nghĩa là ngày 21 nó update thì các bạn sẽ nhận được. Thì lúc đó các bạn vào thì các bạn claim như ở đầu video mình làm ở kỳ trước đó các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu, hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.